xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành giáo dục năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu toàn ngành phải đi trước, nỗ lực cao độ để hoàn thành sớm các mục tiêu đặt ra cho cả nhiệm kỳ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình có người bị lật thuyền tại xã Bản Mế, huyện Simacai. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được các lực lượng nỗ lực triển khai. Lào Cai tích cực hợp tác với nhiều doanh nghiệp để mở rộng con đường xuất khẩu lao động cho người dân. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan ứng phó khí hậu. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thành tích nổi bật, những vấn đề phải đối mặt và nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục cần thực hiện trong thời gian tới đã được đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 được tổ chức sáng ngày 16 tháng 8. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu, với sự tham dự của 8.000 cán bộ quản lý giáo viên các huyện, thị xã, thành phố. Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai vẫn hoàn thành nhiệm vụ với những kết quả toàn diện. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, quy hoạch, đã sáp nhập 6 trường thành 3 trường, sáp nhập 19 điểm trường mầm non và tiểu học, xóa 72 điểm trường, đưa 2.233 học sinh lớp 3, 4, 5 từ điểm trường về trường chính. Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục toàn diện tiến bộ vững chắc, dần được khẳng định và rõ nét ở cả vùng thấp và vùng cao. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, Lào Cai đạt 46 giải, là năm có số giải chính thức cao nhất từ trước đến nay. Học sinh Lào Cai tiếp tục duy trì thành tích cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia và quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành đạt được, nhấn mạnh các khó khăn thách thức, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn ngành phải đi trước, các mục tiêu đạt sớm hơn so với mục tiêu chung của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý khi hoạt động giảng dạy còn nhiều khó khăn. Phấn đấu đến năm 2025, chúng ta đi đầu, vẫn tiếp tục đi đầu của các tỉnh miền núi phía Bắc. 2030 là tỉnh khá của cả nước và năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước. Thì ngành giáo dục thế nào? Cũng phải tương thích như này, thậm chí ngành giáo dục phải đi trước. Những cái nào đã tốt rồi thì phải duy trì, những cái nào mà chưa tốt là phải phấn đấu bằng. Những cái nào đã tốt rồi thì phải phấn đấu tốt cao hơn nữa. Nhóm đầu, đấy, mục tiêu là như vậy. Bản thân tôi cũng xin hứa với ngành, đó là sẽ sát cánh cùng ngành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ sát cánh cùng ngành, sẽ nỗ lực cùng ngành, dành nhiều cái điều kiện nhất trong khả năng cho phép của tỉnh đối với ngành. Trong dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho một tập thể, một cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Như đã thông tin, sáng ngày 15 tháng 8, trên địa bàn thôn Cốc Dế, xã Bản Mế, huyện Simacai đã xảy ra vụ lật thuyền đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết và mất tích. Ngày 16 tháng 8, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm trưởng đoàn đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và thăm hỏi các gia đình có người bị chết, mất tích. Vụ lật thuyền xảy ra vào hồi 8 giờ ngày 15 tháng 8 tại khu vực sông chảy đoạn qua thôn Cốc Dế. Trong đó, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cháu Ly Anh Tê, sinh năm 2021, đã được tìm thấy vào 13 giờ chiều cùng ngày. Thi thể thứ hai được tìm thấy vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 16 tháng 8 là bà Sùng Thị Tê, sinh năm 1969. Thăm hỏi gia đình các nạn nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh cùng đoàn công tác chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân người bị nạn, trao số tiền hỗ trợ của tỉnh, của huyện và các cá nhân hảo tâm giúp các gia đình lo hậu sự và khắc phục khó khăn. Tới kiểm tra tại hiện trường và khảo sát dọc bờ sông,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh yêu cầu lực lượng tại chỗ, các lực lượng công an, quân đội cần nhanh chóng, nỗ lực cao nhất tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích. Lưu ý trong quá trình tìm kiếm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng. Theo ghi nhận, đã có gần 200 người thuộc các lực lượng tham gia ứng cứu và tìm kiếm. Do dòng nước chảy xiết cùng địa hình phức tạp, khu vực hai bên bờ sông không có đường nên việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn. Lực lượng chúng ta đang triển khai và phân thành 4 đội, và 4 đội là sẽ đi theo các cái thuyền dọc hai bờ sông xuống và để tìm kiếm, và sau đó thì sẽ thay ca nhau. Trong cái quá trình tìm kiếm thì do các cái khe núi rất là cao và vượt thẳm, rồi là sông thì cũng tương đối là to, cho nên là cái việc tìm kiếm nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nên là trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ chia các cái đội, rồi là phân công các cái lực lượng tiếp tục là mong rằng là trong cái tìm được các cái thi thể là một cách sớm nhất trong cái thời gian tới. Các lực lượng tiếp tục được bổ sung thay ca tìm kiếm liên tục với các trang thiết bị hiện đại, tiếp tục được huy động với hy vọng sớm tìm được những nạn nhân còn lại. Chúng tôi sẽ cập nhật công tác tìm kiếm cứu nạn cho các chương trình thời sự sau. Sáng ngày 16 tháng 8, tại Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân Cơ động năm 2022. Đến dự có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội thao có 9 đoàn với 252 vận động viên được lựa chọn từ hội thao cấp huyện, đại diện cho Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Trong 2 ngày diễn ra hội thao, các đoàn vận động viên trải qua 4 nội dung thi, gồm điều lệnh đội ngũ, đồng diễn võ thể dục tay không, 3 môn quân sự phối hợp, trẻ vũ trang, ném lựu đạn, bắn súng tiểu liên AK và xử lý tình huống. Đây là hội thao được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở cấp tỉnh. Hội thao nhằm đánh giá kết quả xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Trung đội Dân quân Cơ động các địa phương, qua đó nâng cao trình độ tổ chức, quản lý chỉ huy, huấn luyện của Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng Dân quân Cơ động, đồng thời rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực cho Dân quân Cơ động. Ngày 16 tháng 8, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam tại huyện Văn Bàn. Tại hai xã Dương Quỳ và Khánh Yên Thượng, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh, huyện Văn Bàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tặng 50 suất quà cho các nạn nhân da cam, thân nhân bị nhiễm chất độc hóa học, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Trong đợt này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tặng 70 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam thuộc hai huyện Bảo Yên và Bảo Thắng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo cho những người có công bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua, toàn tỉnh chỉ có 665 lao động đi xuất khẩu theo dạng hợp đồng. Con số này được xem là còn khiêm tốn khi thị trường lao động tại Lào Cai còn nhiều tiềm năng. Mở rộng con đường xuất khẩu lao động hợp pháp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động được xác định là giải pháp để giảm nghèo tại các địa phương. Từ một hộ nghèo nhất nhì thôn Cốc Sâm, giờ đây gia đình bà Nguyễn Thị Nhất đã có cuộc sống sung túc. Đó là thành quả sau 7 năm đi xuất khẩu lao động. Tại Đài Loan, bà Nhất đảm nhận công việc, giúp việc gia đình với mức lương trên 20 triệu đồng mỗi tháng. Với số tiền tích lũy được sau những ngày tần tảo sớm hôm, đến năm 2022, bà Nhất trở về quê nhà để ổn định cuộc sống. Nói chung đi trong mấy cái năm đấy là tôi cũng giả lợ lần xong. Và nói chung cũng làm được cái nhà. Gọi có tí vốn, bây giờ mình về, thôi thì hết tuổi lao động thì về nhà. Chăn nuôi con lợn con gà, cũng đang muốn là mở một tí hàng tạp hóa. Khi mình sang bên đấy, nếu như nhà chủ người ta ngược đãi với mình có thể gọi điện cho bộ lao động, đường dây nóng đấy, là người ta đến luôn giải quyết luôn. Hiện toàn xã Phong Niên có 52 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Thông qua những kênh tuyển dụng uy tín, với sự hỗ trợ của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, toàn bộ số lao động của xã đều được đảm bảo quyền lợi, không xảy ra rủi ro trong quá trình làm việc nơi đất khách quê người.
xuống tận thôn để chúng tôi tuyên truyền về các cái đơn hàng về xuất khẩu lao động qua những cái đơn hàng đó, và đồng thời chúng tôi cũng mời những người mà đã thành công trong cái việc xuất khẩu lao động trở về, đã đem lại được cái hiệu quả kinh tế đến để mà tuyên truyền cũng như là để giới thiệu về cái công việc làm bên đó, thì qua cái những cái việc làm đó thì đã tạo lên được một cái sự lan tỏa, tạo lên một phong trào nên người dân chúng tôi cũng nhiều người cũng tin tưởng vào cái việc xuất khẩu lao động này. Giai đoạn 2021-2025, Lào Cai đặt mục tiêu mỗi năm có ít nhất trên 100 lao động tại các huyện nghèo đi xuất khẩu theo dạng hợp đồng. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu cho người lao động, thông qua những cam kết cụ thể với doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động. Cái thông tư hướng dẫn liên ngành của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng như là Bộ Tài chính về cái chính sách hỗ trợ cho lao động khi đi xuất khẩu thì sẽ đẩy mạnh thực hiện cái chính sách này theo cái chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh cái thông tin tuyên truyền để người lao động hiểu rõ những cái chính sách đi xuất khẩu lao động, mình được hỗ trợ gì, mình được quyền lợi gì, và đi bằng con đường lao động chính thức có hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi khi mình đi lao động ở nước ngoài, để tránh những hiện tượng không đáng tiếc xảy ra khi tham gia thị trường lao động ở nước ngoài. Ngoài những thị trường lao động truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, tỉnh đang tích cực hợp tác với nhiều doanh nghiệp uy tín để đưa lao động xuất khẩu sang thị trường khác như Nga, Đức, Romania nhằm tạo thêm nhiều cơ hội cho người lao động có việc làm và nguồn thu nhập chính đáng. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tự trường ngày 29 tháng 8. Riêng đối với lớp 1 tự trường sớm nhất là ngày 22 tháng 8. Cũng theo khung kế hoạch này, giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên toàn tỉnh thống nhất tổ chức khai giảng vào sáng ngày 5 tháng 9. Các cấp học trên địa bàn tỉnh kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 5 tháng 6 năm 2023. Sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Trước ngày 31 tháng 7 năm 2023, sẽ hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trên địa bàn xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn đang có 4 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Các hợp tác xã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, khẳng định được vai trò vị thế của kinh tế tập thể. Hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp và Dịch vụ Bình Phú ở thôn Lâm Sinh có 8 thành viên. Sản phẩm chính của hợp tác xã là nấm rơm, nấm sò và nấm dược liệu, cung cấp cho thị trường huyện Văn Bàn và thành phố Lào Cai. Đi vào hoạt động được 3 năm nay, hợp tác xã đều đặn mang về thu nhập 6 triệu đồng mỗi người một tháng cho các lao động của hộ thành viên. Ngày xưa thì nghèo, còn bây giờ thì từ ngày mà mấy cái thành viên đấy, từ ngày đó thì làm, thì đến bây giờ thì cũng tương đối ổn một chút. Ổn một chút nghèo thì có khi mai mốt thì tôi cũng xin thoát nghèo. Mới đầu là mình làm có thu nhập cho gia đình mình rồi. Mình nghĩ mình cũng muốn mở rộng để cho chị em phụ nữ có công ăn việc làm ở tại địa phương. Thế là bây giờ đến bây giờ ấy thì hiện tại bây giờ ấy thì chính vụ là có 15 chị em và trái vụ thì có 7 chị em. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp Vạn An cung ứng ra thị trường khoảng 15.000 gói trà thảo mộc, trà hoa viên. Với thị trường ổn định, hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động là phụ nữ tại địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Tôi đang trồng được một số cái nguyên liệu mà địa phương phù hợp với nguồn khí hậu và nguồn nước ở địa phương. Tôi đang cho bà con trồng rộng với nhân rộng những cái nguồn nguyên liệu có sẵn và nhập thêm một số loại giống cây hoa mà phù hợp với điều kiện khí hậu để nhân rộng cái nguồn nguyên liệu này để cung ứng cái đợt cho đầu vào cho sản phẩm. Trước khi về đích nông thôn mới Liêm Phú thì có một hợp tác xã, sau khi mà phấn đấu về đích thì Liêm Phú thành lập được 4 hợp tác xã, trong đó hoạt động chủ yếu là mảng nông lâm nghiệp là chủ yếu. Thì hiện nay thì các hợp tác xã thu hút lao động thì thường là những cái mùa vụ chính thức ấy, thì có thể thu hút được khoảng từ 17 đến 20 lao động liên tục. Thế còn hiện nay những cái để duy trì hợp tác xã phát triển thì không phải chính mùa vụ thì họ duy trì từ 7 đến 10 lao động và trung bình cho thu nhập thì từ 5 triệu đến 6 triệu đồng một tháng cho người lao động. Và các sản phẩm hiện nay thì chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp tận dụng các ở tại địa phương.
Việc hoàn thành và tiếp tục nâng cao tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới là cơ sở để Liêm Phú phấn đấu đạt mức thu nhập 40 triệu đồng một người vào cuối năm nay, hướng tới lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật ở thôn Tả Thến A. Tại hội nghị, bà con được tuyên truyền những quy định mới của luật lâm nghiệp 2017, tình hình xử lý một số vụ việc vi phạm quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Mường Khương, tuyên truyền về nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, các hành vi bị cấm, mức xử phạt với người vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng, đồng thời cung cấp thông tin về một số loại tội phạm để nhân dân biết, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng tránh. Dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mường Khương đã hỗ trợ cát, xi măng giúp nhân dân thôn Tả Thền A bê tông đường nội thôn. Vào khoảng 3 giờ 5 phút sáng ngày 16 tháng 8, Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công một đối tượng nữ giới vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. Trước đó, các trinh sát đội cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn. Công an huyện đã tập trung điều tra phá án. Đến khoảng 3 giờ 05 phút sáng ngày 16 tháng 8, tại thôn Giàng Dúa Trải, xã Nậm Xây, Công an huyện phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang đối tượng Phà Thị Dua, sinh năm 1990, trú tại thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2 bánh heroin và một số tài liệu khác có liên quan. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Phà Thị Dua khai nhận chở thuê 2 bánh heroin trên cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch với số tiền công là 4 triệu đồng. Công an huyện Văn Bàn đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, quản lý rừng bền vững không chỉ bảo vệ tốt tài nguyên rừng mà còn mang lại đời sống ấm no cho người dân địa phương. Xác định rõ điều này, cùng với công tác tuyên truyền, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý bảo vệ rừng thôn bản là một trong những giải pháp được huyện Bắc Hà quan tâm. Quần thể gỗ chai nghiến nằm rải rác trên diện tích 260 ha rừng thuộc 6 thôn bản của xã Cốc Ly. Với trên 800 cây gỗ chai, gỗ nghiến, nhiều cây có tuổi đời hàng nghìn năm. Hiện khu rừng này đang được bảo vệ tốt, không chỉ giữ được cảnh quan môi trường sinh thái, mà đây còn là tiềm năng du lịch lớn. Giữ để cái rừng này để bảo vệ cho tôi, bà con với được cái ngọn nước. Trước đây thì nó cũng chặt phá nó cũng nhiều, nhưng mà thời điểm bây giờ là nó cũng ổn định, nó cũng không chặt phá rừng nào. Đối với địa bàn Cốc Ly là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà. Địa bàn rất là rộng, tổng cái diện tích rừng hiện nay là có rừng nó là cũng hơn 1.000. Để bảo vệ đó thì chúng tôi quan tâm đến các tổ bảo vệ. Thì hàng năm đều có sự tham mưu của kiểm lâm, tham mưu về kiện toàn những cái thành viên tích cực thì chúng tôi đưa vào cái tổ đó, thì hàng năm để tuần tra kiểm soát để bảo vệ cái diện tích đó. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ quản lý và bảo vệ rừng cho các tổ bảo vệ rừng được ngành kiểm lâm và các địa phương quan tâm với nhiều lớp tập huấn được tổ chức hàng năm. Tại lớp tập huấn này, các thành viên thuộc lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại hai xã Cốc Ly và Nậm Mòn được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý rừng qua điện thoại thông minh, quy trình thực hiện hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm. Hôm nay được mở một lớp tập huấn nội kia thì được quy trình được hiểu một tí, đang về có thể là tuyên truyền cho bà con hay là đi gặp cái vụ việc nào đó nó khó khăn thì mình sẽ lấy cái kiến thức của mình được tập huấn xong mình sẽ áp dụng về cái công việc đấy, mình sẽ vừa làm vừa suy nghĩ để nó sao làm sao cho nó phù hợp với. Huyện Bắc Hà có tổng diện tích rừng tự nhiên phòng hộ là 33.800 ha, được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ủy ban Nhân dân xã và một số cá nhân quản lý. Toàn huyện cũng có 110 tổ quản lý bảo vệ rừng với hơn 500 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ rừng tại địa bàn dân cư. Đối với công tác bảo vệ rừng thì hiện nay thì cái việc cộng đồng bảo vệ thì có từ trước đến nay. Nhưng mà để mà thực hiện một cách bài bản, có quy định, có kỷ luật
đưa ra một cái quy trình đánh giá thành viên trong vấn đề bảo vệ rừng thì nó chưa được đầy đủ. Nhưng mà dự án vào thì sẽ hỗ trợ cho cộng đồng toàn bộ những cái nội dung đánh giá từ xây dựng kế hoạch, đánh giá nhận xét rồi tổ chức thực hiện. Việc nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại cơ sở giúp cho Bắc Hà quản lý tốt diện tích rừng hiện có, từng bước nâng cao giá trị kinh tế rừng gắn với sinh kế bền vững cho người dân. Tiếp theo chương trình, thành phố Lào Cai tái diễn tình trạng đổ trộm rác thải. Tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo chưa tiêm đại trà vaccine phòng đậu mùa khỉ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây ở một số khu vực tại thành phố Lào Cai lại tiếp tục tái diễn hoạt động đổ trộm rác và phế thải vật liệu xây dựng. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp, một trong những tuyến đường đẹp nhất của thành phố Lào Cai. Dọc hai bên đường đã xuất hiện khá nhiều bãi rác và phế thải vật liệu xây dựng. Theo Xí nghiệp Môi trường thành phố, đây là địa điểm thường xuyên được nhiều người thiếu ý thức chọn làm nơi tập kết để đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng. Dù đã nhiều lần xí nghiệp báo cáo chính quyền địa phương, nhưng vấn nạn này vẫn tái diễn. Hiện tại thì những cái khu vực giáp danh mà những cái tuyến mà chưa được giao cho bên mình thu gom vận chuyển ấy, thì là cái lượng rác mà dân ấy, người ta hay đổ trộm các thứ ấy rất là nhiều, rất là mất mỹ quan đô thị đấy, gây ảnh hưởng cái tuyến làng của chị em nữa. Còn trên tuyến đường Trần Phú, khu vực tổ 16 phường Nam Cường đi vào khu đổ thải của thành phố. Thời gian qua, đoạn tuyến này là địa điểm nhức nhối về tình trạng đổ trộm rác thải. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau lưng tôi đây, chỉ một đoạn tuyến khoảng 100 mét thôi mà đã có tới hơn một chục bãi đổ thải trộm vật liệu xây dựng. Và chính cái điều này thì đã gây nên rất là nhiều cái khó khăn cho công tác quản lý tại địa phương cũng như mỹ quan trật tự đô thị. Chấn chỉnh những trường hợp lái xe là cấm hẳn không được lợi dụng vào cái thời gian vắng vẻ mà đổ trộm, một cái bắt là ảnh hưởng cái nhất là đủ các loại chất rắn báo cáo này, là những cái bao tải này nhiều quá thì rất bẩn ảnh hưởng vệ sinh môi trường đến bà con nhân dân. Trước nhu cầu xây dựng và đổ thải vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng, từ đầu năm 2020, thành phố đã quy hoạch vị trí đổ thải tại tổ 16 phường Nam Cường. Vậy nhưng, tình trạng đổ trộm rác thải vẫn diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Mà các công trình xây dựng thì trên địa bàn thì một năm nó khoảng hơn 1.000 công trình giấy phép xây dựng cấp ra và công trình thi công. Tuy nhiên thì cái lượng mà mang vào để đổ thải trong đấy thì rất ít, chiếm tỷ lệ trong chỉ tầm 20%. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái tuyên truyền, hay là sẽ phối hợp với các lực lượng như công an môi trường, cảnh sát môi trường và các lực lượng các phường xã sẽ phải tuyên truyền cũng như là phải kiểm tra và sẽ xử lý cái vi phạm. Trong lộ trình xây dựng thành phố văn minh hiện đại hướng đến tiêu chí của đô thị loại 1, thành phố cần sớm có những giải pháp tối ưu, giải quyết dứt điểm tình trạng đổ trộm rác thải bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị. Cùng với đó, vai trò quản lý địa bàn của chính quyền cơ sở cũng cần phải được duy trì thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Hiện Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1 với khả năng lây nhanh, trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bám sát tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong, tuân thủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc COVID-19. Việc sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc là tín hiệu vui đối với nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, để xuất khẩu sầu riêng chính ngạch, quá trình sản xuất đảm bảo an toàn và đúng tiêu chuẩn là điều rất cần thiết. Đắk Lắk có gần 17.000 ha sầu riêng, trong đó 15.000 ha giai đoạn kinh doanh, tổng sản lượng 140.000 tấn.
hiện sầu riêng đang thu hoạch chính vụ. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, việc xuất khẩu thuận lợi. Trước khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk đã hình thành một số vườn chuyên canh trồng sầu riêng theo hướng Việt Gáp, Global Gáp, sản xuất hữu cơ. Nhiều doanh nghiệp đã cùng nông dân xây dựng chuỗi liên kết và làm thủ tục cấp mã số vùng trồng, ký hợp đồng bán sản phẩm. Đây là điều kiện thuận lợi để Đắk Lắk tiếp tục nâng cao giá trị sầu riêng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Chuyển sang tin thời sự thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã bổ nhiệm ông Simon Steen, cựu Bộ trưởng Khí hậu của Grenada, một quốc gia vùng Caribe, vào vị trí người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề khí hậu của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc tin tưởng ông Steen sẽ đưa ra những đường hướng mới mang tính sáng tạo để có được kế hoạch ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu một cách toàn diện, đặc biệt là trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc hội nghị COP27 tại Ai Cập. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí hiện nay, ông Steen luôn hối thúc các nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới phải đặt ra các mục tiêu ứng phó khí hậu táo bạo hơn và thực hiện cam kết tài chính với các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng biến đổi khí hậu, nhất là với các quốc đảo nhỏ. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo nước này cùng hai đồng minh châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi bờ biển Hawaii vào tuần trước. Cuộc tập trận Pacific Dragon diễn ra từ hôm ngày 8 đến ngày 14 tháng 8, thể hiện cam kết của ba nước cho việc cùng nhau ứng phó với các thách thức, bảo vệ an ninh chung và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Cuộc diễn tập đã mô phỏng các tình huống khẩn cấp như cảnh báo tên lửa và tìm kiếm theo dõi tên lửa đạn đạo. Trước đó hồi giữa tháng 6, trong các cuộc hội đàm bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đã nhất trí tổ chức các cuộc tập trận ba bên. Sau đó, ba nước đã tiến hành cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8, với sự tham gia của các tàu chiến, binh sĩ và nhiều khí tài khác. Ngày 15 tháng 8, tại Công viên Yêu nước ở ngoại ô thủ đô Moscow, đã cùng lúc khai mạc Hội thao quân sự quốc tế lần thứ 8, EMI Games 2022 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế EMI 2022. Army Game 2022 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 8 với hơn 270 đội tuyển đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại hội thao lần này, cùng với việc đăng cai tổ chức cuộc thi vùng tai nạn, Quân đội Nhân dân Việt Nam cử các đội tuyển tham gia thi đấu ở những nội dung khác như xe tăng hành tiến, đội quân văn hóa, tiếp sức quân y, đột phá đặc biệt, môi trường an toàn, bếp dã chiến, kỹ năng thành thục, xạ thủ chiến thuật, kinh tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam cử đội tuyển tham gia nội dung đột phá đặc biệt với thành phần gồm 12 học viên quân sự đang học tập tại Liên bang Nga. Túi ni lông đang trở thành chất đốt phổ biến ở các khu ổ chuột của thủ đô Nairobi của Kenya khi mà những người dân sống trong cảnh nghèo đói cùng cực không còn đủ tiền để mua than hoặc củi. Korogocho là một trong những khu ổ chuột lớn nhất ở Kenya, nằm ở thủ đô Nairobi, với khoảng 150.000 cư dân. Vì lạm phát, những người dân nghèo tại đây đang sử dụng túi ni lông để nấu ăn, bất chấp những lo ngại rõ ràng về sức khỏe và về môi trường. Giá nhiên liệu đã tăng hơn gấp đôi trong vòng vài năm qua ở Kenya, đòi hỏi các hộ gia đình có thu nhập thấp phải chi tiêu nhiều hơn cho các bữa ăn. Tuy nhiên, việc sử dụng túi ni lông làm chất đốt không chỉ khiến họ phải trả giá bằng sức khỏe của bản thân và gia đình, mà còn gây ra ảnh hưởng lâu dài đến nguồn nước, đất cũng như không khí. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 15 tháng 8 cho biết hiện chưa cần thiết phải tiêm đại trà vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Theo tiến sĩ Rosamund Lewis, chuyên gia phụ trách ứng phó các bệnh đậu mùa trong chương trình khẩn cấp của WHO, thay vì tiêm phòng hàng loạt, các nước nên tập trung vào việc ưu tiên phân phối vaccine và triển khai các biện pháp đối phó khác như là xét nghiệm và viện trợ y tế cho những người có nguy cơ cao. Kể từ khi bùng phát ngoài châu Phi kể từ tháng 5, bệnh đậu mùa khỉ đã lan tới 89 quốc gia và khu vực, với gần 32.000 ca mắc và 12 ca tử vong. Châu Âu và châu Mỹ là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong bối cảnh nguồn cung vaccine hạn chế trên toàn cầu, WHO và các nước đang chạy đua để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ bùng phát thành đại dịch. Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội Đền Nghĩa Đô, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 âm lịch hàng năm.
Lễ hội là dịp để nhân dân các dân tộc bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị chúa bầu, tướng lĩnh đã có công dẹp giặc ngoại xâm, mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân trong vùng. Thời gian còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh ấn tượng về lễ hội Đền Nghĩa Đô. Và tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.